Xin chào tất cả mọi người ơi, hôm nay vợ chồng mình lại được bố mẹ chồng mình dẫn đi một cái nơi này. Where are we gonna go, Mama? Today we're going to a place called World of Beer. And it, World of Beer? Yes, World of Beer. And it's on a beautiful patio deck that overlooks a big lake in downtown Orlando. It's called Lake Eola. Lake Eola. Lake Eola, and we're going to go on a swan boat ride. That's pretty good. Oh, and Kobe can feed the swan, right? And Kobe can feed the swans. Yeah, you they feed the little baby swans. Yes, yes. So it'll be a fun day on the lake. Yeah. Mọi người ơi, đó bố mẹ chồng mình dẫn tụi mình đi rất là nhiều nơi, tại vì cái đợt này tụi mình ở lại lâu, ở chơi lâu á. Nên là bố mẹ chồng mình dẫn được đi chơi nhiều nơi hơn, với lại tụi mình đi không có vào ngày kỳ nghỉ nào hết á, cho nên là sẽ có nhiều chỗ nó mở cửa ấy. Cái thời điểm này ở Florida là đây, bây giờ đang 90 độ F bên ngoài này, rất là nóng luôn, mà càng đến chiều thì nó còn nóng nữa đó. Đó cho nên là bây giờ phải tranh thủ đi buổi sáng, buổi trưa đến gần chiều chiều, khoảng độ 2-3 giờ chiều thì nhà mình về á, thì nghỉ ngơi nó sẽ tốt hơn đấy. Đó xong rồi tối nay thì nó mọi người ơi, tự nhiên nhà mình đi chơi với nhau á thì là một ngày đó mọi người thấy mình quay video nhiều vậy thôi, chứ một ngày chắc là chỉ được một cái video thôi, mà mỗi video thì khoảng độ 20-30 chục phút như vậy á, bởi vì là nói chung là chủ yếu là dành thời gian nói chuyện với nhau, rồi là cũng mình cũng không muốn là cầm camera nhiều á, cho nên là ví dụ như có những cái chỗ nào cảnh đẹp nào mà mình thấy là mình ok mình sẽ quay được cho mọi người coi thì mình sẽ quay, mình giới thiệu cho mọi người coi, bởi vì là mình biết là có rất nhiều bạn cũng muốn là mình giới thiệu những cái địa điểm ở Florida cho mọi người coi này. Thì bố mẹ chồng mình là ở Orlando Florida, cho nên là gần đây thì cũng có rất là nhiều chỗ hay ho mà bố mẹ chồng mình muốn giới thiệu cho tụi mình biết. Có thể là tụi mình sẽ đi tham quan cái khu mà người Việt ở nữa, khu mà chợ người Việt ấy mọi người, mình cũng chưa được đi bao giờ, mình cũng rất là muốn đi tham quan luôn, để xem là ngày nay ngày mai gì đó, chắc là ngày mai đi ha. Thì bố mẹ chồng mình dẫn mình đi thì mình sẽ quay video cho mọi người coi nhé. Còn bây giờ thì chặng đường từ đây tới cái chỗ mà World of Beer, right, Mama? World of Beer. Đó khoảng 30 phút lái xe thì em Kobe thì ngủ khì khì rồi. Nó ngủ khì khì rồi, nó để cho nó ngủ xong rồi tới đó là vui vẻ để chơi ha. Let's roll, let's roll, let's go. Gotta go, let's roll. Mọi người ơi, tụi mình đang, cả nhà mình đang ở downtown Orlando đây. Đây là trung tâm của Orlando, mình nó hơi khác so với sự tưởng tượng của mình, bởi vì là đây là lần đầu tiên mình tới downtown Orlando á mọi người. Mình cảm thấy nó rất là yên tĩnh ấy, nó không có kiểu quá là nhộn nhịp như là những cái downtown mà mình từng thấy ấy. Đó. Nói chung là rất là thích, cái cảm giác rất là thích luôn, rất là yên bình luôn nha. Bây giờ mình sẽ what's that? Oh, what's that? It's a sculpture. Sculpture. It's art sculpture. Để quay cho mọi người coi nhá. Đây tụi mình đang ở cái công viên này, là công viên gì đó mình cũng không biết tên nữa. Nhưng mà nó nhà mình đang đậu, nhà mình đang đứng ở đây là để đi qua cái nhà hàng bên kia. What's up, Mama? Oh yeah. Cái cây này đẹp quá ha mọi người ha. Nó làm bằng kiểu bằng kính hay bằng gì á. Nói chung là có mấy cái nhánh này là bằng kính. Nhà mình đang ở đây để ghé cái nhà hàng này có tên là World of Beer này, nãy mẹ chồng mình có giới thiệu đó, để ăn trưa nha. Thế xong rồi nhà mình sẽ đi một vòng quanh cái khu này cho mọi người coi nhá. Let's go, baby. Have a good one. Have a good day. World of Beer, baby. World of Beer. You excited to have some beer? Yeah. No beer. Bố quyết là khoái lắm đây, tại vì là có bia mà. Trời nóng này mà có lon bia là quá trời sự sung sướng rồi. Hai bố con là thích lắm. Oh yeah. I think Kobe will enjoy it. What if they get confused sometimes with the boats, you know, run into them, thinking that they're mama. Ok, đây là menu của quán nha mọi người. Thì mình scan ở đây này. Mình scan ở đây thì nó sẽ hiện cái menu ra, chứ họ không có menu giấy á. Đó, thì là mình order cái này là chicken wings, là cánh gà này. Cánh gà mình order là 5 cánh vị garlic parmesan và 5 cánh vị Korean spicy. Đó, không biết là nó sẽ cay cỡ nào, thế nhưng mà mình sẽ thử luôn. Ồ, đây là cánh gà của mình này, cái này sẽ rất là cay. Còn cái này là garlic parmesan này. Look yummy, baby. It's gonna be yummy. What is that? It's like pretty garlic. Oh. I don't know, garlicky stuff.
Can I get a set of How's your pizza, Mama? It's really good. It's really, really, it's not too spicy. It's just right. Yeah. Đó, ngồi đây ăn xong rồi là nhìn ra một cái cảnh rất là đẹp bên đằng xa xa kia. Còn đây là build your own burger, tức là mình có thể kiểu như là tự chọn cái nguyên liệu ấy, gọi là cái gì, cái đồ ăn bên trong mà mình thích. Còn ở đây của bố chồng mình cũng vậy luôn. Đó, bố chồng mình chọn những cái loại bố chồng mình thích này. What do you have, Mama? I have a chipotle chicken flatbread pizza. Oh, looks so yummy, Papa. Maybe I bring Kobe here. Okay. Cho em Kobe đây ăn cánh gà với mình. Thank you. Hi buddy, hi my boy. He was, he loved that big fountain down there. He was just wanted to sit there and look at it. The decks are fine, but show me the water. Kobe ăn cánh gà với mẹ nha, mẹ xé cánh gà Kobe măm măm nha. Blue cheese. À cái này là blue cheese nha mọi người. Oh, it's actually cut down. Wow, baby, that mayo. Oh, that's like garlic stuff. From my burger. Ketchup. You can use it first. I did. Cảm ơn Kobe nhé. Mẹ để đây nha. Để đây cho Kobe ha. Well, I'm gonna try the Korean to see how spicy it is. I need to dip that in the dip it in the sauce to make it less spicy. Hmm. Very spicy. Oh, is that? Yeah. Can you dip it in the blue cheese to make it less spicy? But I like it. Okay. It's burning my mouth. Oh, cái sốt này cay quá. Siêu cay luôn. Nhưng mà rất là ngon. The guy behind you. You want to try the garlic parmesan? Maybe. But just wait, let Chris try. It's okay. The blue cheese is really good, Mama. Good manners on here. Mm-hmm. Very good. I like them. Mm-hmm. I do. I like them. I won't try the spicy. Yeah, it's too spicy for you. Wow, mọi người ơi, đồ ăn ở cái nhà hàng đó mình là recommend 10 trên 10 luôn nha. Burger, chicken wing rồi là pizza, cái gì cũng ngon hết á. Rất là ngon luôn. Wow, Kobe ơi, Kobe look. Swans out of head. Yeah. Đó. Con này là con gì đấy, Kobe? Swan là con gì? Con thiên nga. Phải không? Ồ, bự quá trời luôn nè. Kobe thấy không? Ồ, quá trời thiên nga luôn kìa, quá trời luôn kìa. Tí nữa nhà mình sẽ chắc là thuê một cái đạp vịt kia kìa để đạp quanh cái hồ này ha. Wow, đẹp lắm luôn. Nó đang kiếm ăn đó Kobe, nó đang kiếm đồ ăn đó. Nó đang măm măm đó Kobe. Kobe thấy không? Anh này anh ấy đi, anh cứ như kiểu như là hả lặng lẽ quan sát ấy. Thằng Kobe này này, nó cứ đi nó lặng lẽ nó quan sát cái mọi thứ, xong rồi bắt đầu là nó chừng nào nó quen rồi nó mới bắt đầu là nó. Oh daddy ơi, put my shirt down daddy. Kobe. Trời ơi, con đứa nhõng nhẽo đó rồi. Yeah, probably nap time. Oh well, maybe the boat ride will be be fun for us. Kobe ơi, hỏi ơi, thằng nhõng nhẽo kia. Bà nội chụp hình. Lẹ 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 lẹ. Got it, mama? Kobe ơi. Hi, Papa.
Ông nội là lúc nào cũng lặng lẽ đi sau rồi xong rồi đẩy đồ này, xách đồ cho con cháu để con cháu được thoải mái vui chơi. Đó, mình chưa thấy một cái downtown nào mà nó, một cái trung tâm thành phố nào mà nó kiểu rất là yên ắng và rất là nhẹ nhàng như vậy, không có kiểu ồn ào ấy. Rất là thích luôn mọi người ạ. Ồ, đi bộ ở đây mát mà nó đã gì đâu. Đồ ăn thì ngon. Mấy con này là con gì, con xếu hả hay con gì? Xếu con này. Quá trời luôn. Wow, rùa này, quá trời rùa luôn này. Wow, daddy look at turtles. Wow, so many. Ôi, hồ quá trời rùa luôn. Cái con kia sao nó chìm được xuống lâu, nó chìm xuống dưới sâu hay là sâu luôn. Trời đó, thấy mọi người thấy nó chìm xuống sâu không? Diving ducks. Oh, diving duck. Wow. Cái con này là con vịt nó biết lặn ấy mọi người. Trời ơi, siêu nhân luôn. Lần đầu tiên mình nhìn thấy con ấy, nhìn nó hay quá. Đây có hai con rùa đang bơi đấy này. Trời ơi, quá trời rùa luôn. Rùa rồi cá này. Wow. Thích thật luôn ấy. Đó hoàn toàn tự nhiên đó, để bọn nó sống ở đây ấy. Không có ai đánh bắt, không có ai làm gì hết á. Can we bye bye? There you go. Just to see the ducks going to go right. Let's go. Come walking, bud. Let's go, bud. Keep walking. Đó, mọi người thấy không? Nó cứ lặng lẽ, nó quan sát không à? Không nói nhiều. Nhưng mà chừng nào nó nói thì nó nói rất là nhiều luôn. Đó, lại đi chung với em bé gái xinh đẹp này rồi. Nãy lại nói chuyện với em bé gái này đấy. Hai đứa nói chuyện với nhau. Ồ, dễ thương chưa kìa. Kobe, she say hi. Em bé đang chào Kobe đó. Đi như này. Đi cưỡi vịt không? Đạp vịt chứ. Bye. Kobe. Let's go Kobe. Look at daddy. Kobe, daddy đâu? Daddy, we got daddy. We got daddy. Cái này. Một, hai, ba, có bị. Một, hai, ba. Có bị ducky. Ducky, có bị ducky này. Con vịt này, con vịt đó. Quạc, quạc, đúng rồi. Quạc, quạc. Cẩn thận không, đừng làm nó sợ nhá. Có bị đừng làm sợ. Con vịt đó, có phải con vịt không? Có bị con vịt, à, mình xem con vịt. Quạc quạc quạc, con vịt quạc quạc quạc. Ok. Con vịt kêu quạc quạc quạc. Quạc. Quạc quạc, đúng rồi. Daddy come here daddy. Quạc quạc kìa daddy. Quạc quạc, đúng rồi. Quack, quack, quack. Mother duck say. Quack, quack, quack. Đúng rồi. Rồi nó đi đuổi vịt thế này hả Kobe? Đuổi nó sợ đó. Thôi không đuổi nữa nhá. Đi. Đi, mình đi tiếp đi. Này Kobe, Kobe chơi này nữa không? Không chơi nữa mày dục quá nha. Rồi, let's go. Nó đi lùa vịt đấy. He can be a farmer. Nhìn này. Quạc 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 của Kobe đó. Ôi dồi, anh chăn vịt ơi. Anh chăn vịt ơi. Nó cười. Anh chăn vịt ơi. Quạc quạc quạc. Bye.
Ok, Kobe, let's go. À, cái hồ này có tên là hồ Eola nha mọi người. Lake Eola. Đây, đây là đằng trước của cái cầu bảy sắc cầu vồng hồi nãy đó mọi người. Đó, họ chắc họ biểu diễn có những cái tiết mục biểu diễn gì ở đây, xong nhiều khi là thỉnh thoảng là có sẽ có những cái tiết mục biểu diễn gì ở đây. Would you like for me to go up there and perform? Yes, papa. Wrong. Wow, ở chỗ này nó có một cái cô gái đang nằm này. Mình không biết là có ý nghĩa gì đây. Nhưng mà nhìn rất là hay ha. Nè mọi người thấy con vịt này béo núng nính không? Đó, người ta cũng cho mấy con thiên nga ở đây ăn luôn á. Ồ, con này đẹp quá trời luôn này. Bây giờ mẹ chồng mình đang ở đây để thuê một cái đạp thiên nga này, Swan Boat này. Hi. Kobe ơi. Mặc áo phao vào đã. Yay! Yeah, let's go with mommy. Yeah, đây đây mà, đây là cái thuyền của mình đây mà, đi, đi, đi Kobe, nhanh lên, ra thuyền. Yay! You got ladies in the back that make Chris not to pedal, right? That's gonna be the polite thing to do. Let him know shiver he is indeed. Uh-oh, Kobe ơi. Đây, ông nội với lại bố Quýt là người lái nha. Take over from here, Dad. You can take over from here. I'm spent. How you guys doing? Is that heavy, baby? It's opposite. Yeah. You guys want to go that way? Baby, is that heavy? Oh, it's not too bad. Huh. It's pretty heavy now. Yeah, actually, it actually is a lot of. I ride my bike every day, and it's surprising how different muscles that you use. Kobe ơi, thấy xa nào? Kobe đọc viết tích không? It's in my shirt, yeah. You were bent over and I couldn't get it to you. And I got a receipt for their taxes. Kobe thăm giáp làm sao? Thăm giáp? Kobe, come here with mommy. Không quá hả? Look at all the dust. Wow. Look at all the dust. Not ready to take a break. Wow. We can take a break if you want. Wow. Nó đang nhìn chằm chằm vào bố Quýt với lại ông nội đang đạp ấy. Uống miếng nước đúng rồi, uống nước đi. Đúng rồi, giỏi lắm. Rồi Kobe nắp vào cho mẹ đi. Dậy nắp vào. Đúng rồi. Nào uống nữa hả? Uống nữa không? Kobe uống nữa không? Kobe uống nữa không? Phía đằng kia nó giống như là một cái chỗ ngồi bóng râm thôi, nhưng mà giống như là họ xây kiểu kiến trúc của chùa chiền đấy mọi người. Đó, mình cảm giác như là mình đang ở một cái hồ ở Việt Nam ấy mọi người. Rất là yên bình luôn. Ok, giờ mình sẽ đạp phụ anh Quýt nha. How you doing? Good. Are you?
on. Hi. Kobe? Kobe, say hello. Xin chào. Kobe, xin chào sao? Kobe nói xin chào. Xin chào. Come on. Yeah, you want me to get back out there? Are you getting tired? Nope. Yeah, right now. Đạp xe đạp xong nóng thật đấy mọi người, nóng đổ mồ hôi luôn. Tại vì mình đang ở cái thời tiết ở bên Atlanta nó không có quá là độ ẩm nó không quá là cao như vậy ấy. Qua bên đây thì nó nóng, nắng nóng hơn. Đổ mồ hôi rất là nhiều. Hot hot baby. Nóng quá trời luôn. Bây giờ là chỉ mong có một cơn mưa nó ào xuống thôi. Coi bố Quýt lưng áo ướt đẫm luôn kìa. Và tất nhiên là không thể thiếu được cái khu vui chơi của trẻ con rồi mọi người. Đó, em có biết em nhìn thấy là em mới lôi tay bố Quýt vào đây luôn á. Đây, ở đây là có cái điều kiện là mình không được hút thuốc lá này, không được mang động vật này, không được đi giày cao gót ở trong đây này. Đó, và ở đây thì là những người lớn là không có được chơi ở cái khu vui chơi này trừ khi mà mình dắt theo con mình ấy, trẻ con theo. Kobe. Kobe! Laugh so hard. Wee! Wee! Kobe! 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 Mọi người ơi, cả nhà mình bây giờ đi về nghỉ trưa đây. Chắc là không kịp đi qua cái khu người Việt, cái khu chợ châu Á rồi. Có dịp khác thì nhà mình sẽ đi, rồi mình sẽ quay video cho mọi người coi sau nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Kobe ơi, bye bye này Kobe. Nó đang buồn ngủ lắm rồi đó, có không Kobe?